Đợi nằm mình khác nữa đi đây. Buông dây này, buông dây ngoài kìa. Buông thì buông cái là ngồi lên cái là cá nó chạy luôn á, bắt buộc phải đeo. Lên. Lên lên. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời chạy kìa. Cô Lê Dung Vlog xin mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hello cả nhà. Là nói đầu tiên, cô Lê Dung Vlog chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay trong nhóm có thành viên đi đêm theo anh em mình nữa nha cả nhà. Đây là Vinh Gòn. Lần đầu đi tiên đi đêm cả nhà, lộn đi tiên trời. Đi đêm. Nói chung Vinh Gòn cũng chịu khó rồi cô chú anh chị. Theo anh em mình lặn lội giữa đêm giữa hôm là nay anh em cùng Lê Dung về đúng sở trường của mình là mò tôm bắt cá. Thì mong cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ Vinh Gòm để Vinh Gòm có thể nhanh bật kiếm tiền để có thêm kinh phí để đi với anh em mình trải nghiệm lâu dài cô chú anh chị. Kênh YouTube tên gì giới thiệu một lần nữa coi. Dạ là Tấm Thân Gòm cả nhà ơi. Rồi. Tấm Thân Gòm. Hôm nay anh em mình sẽ cho Vinh Gòm nếu mà gặp được hàng cá ngát sẽ đưa cái giò Vinh Gòm, thứ nhất cái giò Vinh Gòm vừa thon mà vừa dài. Với điều kiện là bao hang nhỏ hay cái hang bự là nó trẻ nó chui qua lọt. Không có hai giò, Thì bây giờ giống như anh Trầm đứng bên trái, Nhí đứng bên phải. Đưa hai cái giò của Ní xuống cái hang xong đưa dở lên vọng xuống như giống như cái sào vậy đó. Vậy là bữa nay đi là mượn hai cái sào nữa phải không? Trời ơi. Ở đây. Bây giờ anh em mình đi ngay cả nhà. Đó thì cũng lâu rồi anh em mình không có làm về cái nội dung mò tôm càng với bắt cá ngát, lý do là không có thượng nước cả nhà. Tháng mấy qua thì nói chung kiểu như nghịch nước vậy lắm. Mới xuống mở hàng thì có tôm. Rồi anh Trầm vừa nói có tôm nghe, là ở đây. Tại vì mình mò mình đụng tôm dăm là biết thế nào cũng phải có tôm bự. Nhí thì đi gà hang ngoài của chú anh chị. Lát nữa chắc là tắt máy xong rồi Danh cũng phải đi gà hang với Nhí á. Thường á là hai anh em mình gà ở ngoài, anh Tài với anh Trầm sẽ là đi ở trong. Ồ, khi mà phát hiện hang thì mấy anh em súng lại nhau làm. Bộ này xuống sông nhộn nhịp lắm, mấy anh kia anh đi chích rồi lừ hết nha. Vui lắm. Là nãy chạy ngang rồi đó hả? Hai vỏ mới chạy ngang đó. Vậy. Ừ. Bây giờ ấy bữa hang bây giờ. Trời. Dữ lắm. Thấy chơi. Hả? Nhí với anh Tài đi qua vừa danh mùa thấy thôi. Không, nhiều khi ngay đường, ngay cái đường mình đi. Nhí làm thật. Phát hiện được hàng bự lắm nghe cô chú anh chị. Hả? Hả? Đang nói chuyện với cô chú anh chị. Hả? Kìa lặng. Còn hát này, còn hát nào nữa không? Ừ. Lặng để cho Nhí ấy cái đi. Kiểm tra cho kỹ mới được. Đây Nhí này nè. Tại vì con cá ngát đơn giản, sót một ngát là như coi như công cốc. Tặng cặp dịch trên xuống anh Trầm. Lên trên xuống không? Bên dưới rồi trời trời chưa? Em gài rồi. Coi cái mà cá nó khôn nha. Ví dụ mình sót ngách là cái hang chùm nó không ra, nó ra ngay cái hang sót á. À. Chuyện đơn giản đâu. Ngồi trong chứ. Coi là có bao nhiêu ngách không? Đúng rồi. Nhảy anh xuống rồi nhảy. Xuống rồi xuống rồi. Em có sức lặng không? Em gà cho mày nha. Đang gà nhé. Anh Đại đang giữ gà nè, đang giữ ngách. Chắc còn ngách nữa nhé. Nhiều khi giật thẩm thì ngách cái cũng không chừng. Thẩm. Giật thẩm. Hút lướn vô anh Trầm. Anh lặn mới tới đây à? Anh vẫn nhắc cho anh Tài ơi. Nó trong này xình quá. Xuống chút mày nhé. Chắc cứu đi.
thời buổi khó khăn. Rồi, rồi đó. Rồi chưa? Rồi đó. Đưa máy nha, cho Vinh gọn thọt cái vợ vô. À, mở cặp vợ. Rồi đó. Vô thử đi cho biết cái hăng. Chắc chưa, chắc chưa. Ôi trời ơi trời. Sao cảm giác sao? Ôi ôi. Nó kiểu như nó trơn trơn mà nó ấm bóng lắm, bóng bóng lưỡng. Ấm không? Ừ. Ấm là có khả năng khoảng 99% là có cá đó. Dữ vậy. Sao Vinh còn thọt cái vợ vô? Thọt vô rồi đó. Thọt sâu vô nhẫn nhúng một cái nữa. Dạ. Ừ đó vậy đó. Thôi thôi thật mấy nhé. Đồng đạp ra nha, ăn này có con cái gì ngách nè. Chưa thấy cái chai nó giật gì cho nhỉ. Cái ăn con. Hay quá nhỉ. Quá nhỉ. Bự không? Cái sao nhỏ hả? Cái bà trời. Không biết bự nhỏ. À. Úi. Ủa sao kỳ vậy? Cái bà trời. Dùng xin đến ta. Kỳ vậy, ăn hết bự lắm. Ừ. Ăn không có gọt. Chắc cú. Ở đường đây nó đi vô. À trên này nè. Đây nè đang dồn nè. Không được tới chứ. Không có hơi nửa ký à. Nửa ký gì lắm. Ôi thiệt ổn cái hang ơi. Cá này cá bạ. Cá bạ ơi, cá bự. Tới mùa thì chết. Tới mùa cá mót nữa. Cái hang bự dữ vậy trời. Không, hang này nếu mà đúng đúng của nó là một cặp khoảng tầm 4-5 ký á. Ừ. Bên này cá nhỏ vô ở bạ. Mấy cá bự, sợ cá bự nó bỏ hang này, cá nhỏ vô ở. Mới bỏ, bóng quá, bóng hơi. Bóng hơi hả? Ừ. Nó có đường thẳng ra. Nó có đường thẳng ra. Ồ, vậy là nó không có gọ rồi. Không lẽ mới làm trời. Có đường thẳng ra một. Có sình ra chưa nhé? Hả? Có sình ra rồi đó. Nó không có đường thẳng à. Cái hang ngát mà cái hang ngách bự vậy là hiếm lắm á. Các bạn. Rồi, xử lý luôn nha cả nhà. Thôi, cũng bà. Im đi, cũng im đi. Rồi bà. Có nhớt rồi đó. Có cái nhớt được rồi. Nhớt được rồi. Chú em cầm. Trời ơi. Chị em cầm á. Trời hiện tại nó ăn tôm chị anh cầm. Trời, cá bay kìa. Tôm trứng. Rồi đi đẻ đi em, cho anh bữa nay chúng chúng cái ngát bự bự luôn cái. Ấy da. Mắc đẻ dữ lắm rồi đó, nó quạo á. 4 trên lưng luôn. Mắc đẻ dữ lắm rồi đó. Quạo á. Quạo hiện tại đây. Chỗ người ta đang đẻ. Nghĩ. Nghĩ đụng bà bầu, bụng có bầu. Thằng có thử rồi, thằng Nghĩ, Nghĩ nó bắt mà Nghĩ thả coi nó cầm nó nắm người ta lại hoài không cho tay đẻ. mình nắm coi nhìn hồi sập với Danh ơi. Vô đây nè Danh. Xúc bê đá huyền thoại nha cô chú anh chị. Em ham tin chứ em không biết lội nha cô chú anh chị. Dân cù lao mà không biết lội. Chị chơi à. Nhưng mà em chịu chơi. Em chịu chơi rồi, đi đâu ai đi đâu em đi đó hả? Đi đâu em đi đó. Nãy giờ mấy cái gốc không có bữa hết trơn nào. Đó giờ bãi đá này bắt biết như tôm càng nói. Dạ. Bữa nay làm con nữa trời. Làm con nữa trời. Làm con cỡ danh mộ hổm vậy. Con 300 gram trời ơi. Quá tiếc tôm càng. Rồi tôm chứ tôm này ra tôm dâm. Thiếu sai. Anh Tài trong này nó bồi dữ không anh Tài? Bồi, bồi bích chứ. Bích hết hả? Cá nữa hả kìa? Cá thường. Trời ơi, cá thường nhóc hết trơn luôn. Đây. Bớt vào. Con này chứ là. Lắm. Ê, lắm. Con này bự hơn anh Tài. Ừ, đúng, đúng. Ừ, ừ, lưu sai. Lưu sai, lưu sai. Lưu sai. Lưu sai. Tính tính mẻ. Trong trong á, biết biết. Có mấy cái gọi đan đó nhí, hai người dí mới được nha. Cặp này trước đi. Từ đi. Trong này cũng im im luôn nè. Mới thấy kẹo gì mọc trên thức trâu bỏ xuống nha. Ủa, không biết. Ngồi dưới đây trên thức trâu rồi. Chưa giữ bằng nhí. Chỉ đặt lờ dính trên thức trâu mới giữ rồi.
Tớ vô được hay ta? Kéo theo chà bá gì. Anh Tài đó đang ngang chưa từng mò vô vô kênh của Lưu Dung bây giờ chuyên nghiệp luôn hả nha? Chuyên nghiệp luôn. Ai dàn nhập vô? Hồi đó mình đi mò gì nè, cái ảnh cũng nghĩ là mình như khán giả vậy đó, anh cũng bán tính bán nghi, ảnh đâu tin đâu. Ảnh đâu tin anh đâu. Ảnh xin đi theo. Bữa ảnh đi theo mò đâu gần 4 kg. Trời đất ơi, rồi mê luôn. Mê luôn rồi. Qua bữa sau đi bắt cá ngát. Nhí ôm con cá ngát 4 kg bằng tay không nữa. Trời ơi. Anh Tài từ đó là anh danh. Em không phải em danh cho anh vô tay em. Ừ. Vô. Chứ em anh mê quá rồi hả? Ừ. Nói mà nói dạng như ảnh không tin á. Bữa nào ông danh bữa nào ông cho tôi đi theo tôi mò thử bữa. Hôm qua nói cái không tin thiệt cho nên hồi đó mình coi với mình cũng bán tính bán nghi thôi. Phải không? Ai cũng vậy, đa số luôn á. Ừ. Tại vì cái kênh của Lưu Dung này đây nó ra nè. Một cái ngát thôi. Ngát trong càng. Tại vì cái này là cái chiên của mình mà. Đang đi ra. Cho cái ơi ngoài này trống. Coi chừng có cá ngát đó nha. Anh Tài bắt cá ngát ở đây nè. Miếng đàn này nè. Gì ha, nửa lụm cá ngát cái gì. Ê sao đâu. Bứt rồi. Bứt rồi. Tôi bắt con cá này ra. Để cái gì vậy? Cá này bắt được. Ngon. Trời ơi. Cá hồn kìa. Cá hồn mới lớn. Mới lớn kìa trời. Hơi hiếm. Chiên một cái. Tài. Ờ bốn thao đi. Cái miếng gà này nó con này nó béo đâu vậy? Ngọt lắm. Ừ. Có nhí lặn mấy cái trụ này chưa? Chưa đi vô. Đây nó hỏi. Đây họ đây cá nữa nè. Ok nhé. Chạy qua bên đây. Rồi. Dưới dạ này nè. Thì đó anh chặn lỗ đây, bên đây đâu có lỗ đâu. Rồi ra rồi. À còn. Ê chùm dạ không? Còn. Mười không? Tại biết quá, tại ơi. Vô trong này nè. Nhỏ đó cũng vừa. Bắt được không? Bắt được ở đây. Ra ngoài hay gì rồi? Chưa. Nghĩ dính hay gì? Cá mò ớt. Cá mò ớt hả? Cá mò ớt hả cá ngát? Cá mò ớt. Cắn rồi. Rồi nhật mình nè. Nói nghe kêu không? Nghe. Rung mình này vậy đây. Cá mò ớt. Ui, ý, cái gì vậy? Mò này nhé. Mò này hả? Ừ. Có cá ngát không? Trời. Không, vậy cá mò ớt được đó. Cái kêu vậy nè. Ủa rồi bệnh vậy hả? Ừ, đó, người ta kêu cá mò ớt đó. Mò mấy cái nọc này nha chồng. Ừ. Mò ngoài đó không chồng? Phan. Anh Đại Đại nãy giờ danh kể câu chuyện đó có thật hay là bị ở dưới anh Đại? Có thật. Không tin. Có tâm không? Chị luôn. Không mà ý là em đi ít ít về em thấy em còn mê nè. Ít tôm chi mà em đi mà nhiều ngoài 4-5 kg mấy ký nãy trời. Canh nó danh là nó mới mê luôn á. Tới mùa là hú xuống. Tới mùa hú xuống. Hồi đó anh mới vô kênh á, con tôm anh cắn làm ba. Ai? Anh Tài á. Mà đi mòn làm 4-5 kg, 3-4 kg gì đó. Con tôm cắn làm 3. Bây giờ con tôm cắn làm mấy anh Tài? Cái 1. Thôi vậy tới cái mùa tôm cá ngát rồi là mê lắm, anh em làm nhiều chủ đề đó lắm. Hết mùa giống như giờ nè, kiếm chừng nửa kilo thấy nó cực không? Mình cũng phải quay thực tế ha, lúc có lúc không thôi. Vô luôn, vô nè. Nè. Vô. Ngồi về mình mần tôm cá mình nấu mì vậy. Chơi luôn. Nè anh em mình chốc ấy không nha bạn. Nguyên gốc gà bận. Cho gọi mang cá ngát nấu mì. Trời ơi, ngọt quá. Thì đó mình đi sinh tồn mình ăn cá út nấu mì kìa. Mới đầu ai cũng nói tanh tanh. Luộn hương dệnh không vô ra. Dệnh cho bá luôn. Cái gì? Vô chưa? Chưa. Cái con gì vậy? Cá hương dệnh. Hồi nãy anh bắt con đó còn nghĩ có chắc bự hơn. Hương dệnh nó con bự hơn. Câu, nhầm con chà bá luôn á. Trước tôi bắt được con 1 kg 50. Hương dệnh nó cây dệnh cây gọi luôn anh chồng. Nè. Dính hả? Ừ. 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 Ừ
Ủa nó trưng bày luôn hay gì vậy? Ừ, nó bày. Giờ nó bày. Nãy giờ thì ra ngoài hơi sâu. Bên bạn Vinh quay tôm cũng cũng bận nữa cả nhà. Có gì cả nhà qua đầu qua vô bên đó ơi, coi ủng hộ bạn Vinh luôn. Qua đằng thao đi ha. Vinh thì nãy giờ Vinh đi gà hàng phụ anh em. Thôi cái hàng. Hàng được không? Đây. Ăn vô à? Hàng cái khác cái gì Vinh nghe dòm nè. Đưa cái giỏ xuống đây. Ăn vô à? Đây nè, đây nè, đây nè. Hàng gà. Nè nè nè. Cái ấp này, cái ấp đây nè, cái hàng gà. Trời ơi, hàng cá ngát chứ hàng gì? Đẹp không? Ừ, cái nè, cái nè, cái nè. Rồi sao cái miệng nó có sình? Rồi 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 rồi. Phải rồi khỉ. Sình nãy giờ mà anh lặn anh lù ở trên á. Mang cái thùng bự bự hơn như cái cây bắt được ủng vậy. Đưa đưa đưa. Đó đây nè, hàng cũng lớn chết đâu vậy. Hai màn cá cũng phía ngoài hay cái ngách đang đạp đây. Đưa đưa cái. Trời 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 trời. Đấy lấy cái vật trên kìa. Trên vật dưới cũng được, vật dưới nó nhỏ. Bé Vinh. Mang cái thùng đậm hơn. Ừ. Làm gì ta? Thôi gà gà hả thầy? Anh gà gà thử coi. Hay tại giữ đi gà chứ. Nè. Vô ngoài nè. Đây xuống, nó vô này nè, vô này nè. Hồi nãy anh đụng hàng cái trước hay vậy? Ừ. Đụng hàng cái anh đưa tay vô nhẹ nhẹ thấy nó trong nó ấm quá bự nữa. Ừ. Rồi mới lần lên ta mò dài tay tay mò mò lên đây thử làm sao. Đưa cánh tay lên đụng luôn. Ừ. Lấy móc nữa không? Thôi được. Mua trên mềm quá. Đây cái cái này vậy. Cái lấy móc cái vợt. Cái vợt đấy danh. Quá trời cái này nó bự rồi. Ăn thẳng thôi em. Ừ, ăn thẳng vô. Rồi rồi. Thì... Vậy đã hàng này không phải hàng cái rồi. Hàng này cái. Chỏ. Hàng này hàng đực. Đó anh cầm xuống cứng anh đạp cái viền luôn anh khỏi gà móc móc bể. Cho anh tại anh giận nó. Thôi hồi hồi nhí vô đạp đi nhí ơi. Đàn con cá nó giống cái tướng nhí. Nãy Vinh gồm đạp con cá thì gan Vinh gồm. Khoái cười. Mấy cái thằng bự bự không? Mắc được. Nó lạng lạng theo cá phải không? Máu không anh chàm em lấy. Phải móc hai bên mới đạp đi trên được. Bể không được. Bể anh gài để. Ở trên nó mỏng dánh á. Vậy anh chịu đó luôn đi. Phải chịu rồi. Anh chịu. Rồi. Em chịu rồi đó. Được chưa? Nha. Hàng này tạm thời mình gọi nó hai ngách một cái đi cả nhà. Một ngách hai cái cũng được. Sáng hơn đèn kia không? Nãy sớm giờ kêu đội đèn nó không chịu. Cái có đèn em không đâu có xài đâu. Anh bẻ coi xuống rồi nhận cái ấy xuống đi cho nó ập xuống luôn rồi. Cái cây nó nhận xuống hết xuống rồi. Bây giờ mình cầm mé trên đi, mé dưới nó khít rồi. Mình ép cái mé trên cái đi. Cái cuối. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy rồi. Bảy dít tôi, bảy dít rồi đó. Ok, đạp đi. Ở sâu vậy? Cho anh đập đi, cậu ơi. Anh em cực quá. Đập ghê em hả nhỉ? Hai ba luôn. Ăn hai bên vậy luôn rồi. Đập bên chầm trước vậy em đang. Ừ. Chầm em. Đập đây cho anh nghe thật thật dưới chầm đầu. Chút ngủ không? Thấy giọng anh tài em giữ hang nha. Dọ ai vậy? Dọ ai vậy? Nhí. Ừ. Dạ vậy. Nhờ anh Tài là xéo. Tới em hả không? Tới da tới vô. Chưa. Tự xa lắm. Đắp con nhí à. Ừ. Coi coi cái phao có giật không nhanh. Em đu vậy. Chưa thấy phao giật không? Chị cho. Bóng không Tài? Bóng. Tự cho. Bự lắm. À, anh nghe em những giữ dành trên đi nha. Mình khá cá rồi. Cá tí ngoài đó hang gì đây hang đó. Cảm hang đạp cái hang anh chứ có coi chừng có gọn nghe nhé. Không nghe hang hang thời cá không chịu làm trời chết.
mắt cắn gố lên trời. Trời đi xíu nữa cắn rồi nó có tỉnh. Để nó ngoài có hình cận cỡ. Nhưng mà vô chút xíu là nó bóng dữ lắm. Hang ấm không? Ấm. Ấm có cá chứ. Sao anh đứng đây đang thay đạp mà nó chạy nó thật. Đó là cái chai nó chìm cái gì vậy? Ừ. Bực cái liền. Thấy anh chưa? Nghe đâu thật. Đập ra đâu, anh đập sình ra. Nghe động động nè. Anh đập sình ra. Nghe động động giò nè. Rồi coi anh coi. Anh bỏ nó nên là anh nặng như vậy. Cái thứ nhất hay gì? Tôi có không? Có thì giờ này con cá nằm giữa sông rồi. Trời ấm sình rồi. Trời ơi trời, kỳ vậy trời. Không gọ ta. Con cá không có làm gọ nè, nó mới bực nè. Có con cá đậu ăn vô đây, có chỗ ăn vô đây. Mày giữ vật này không? Đụng cá không? Đụng anh chậm rồi. Đụng hả? Đụng cá gì? Đụng cá đó. Ừ, im rồi anh chậm. Ủa anh Tài lại chỗ cái này nè. Dạ. Để giò em nè, anh giò ngoài á nè. Đâu vô anh lấy cái tay anh thọt giò ngoài chứ. Ê đập cái hang lại anh Vinh. Rồi muốn chỗ hang đó. Đâu đâu nãy hang gì nãy động đi cho nuôi nè, có hang cho bắt. Trời ơi, gọi cá có ra không ta? Chưa còn. Ồ có cát bá luôn. Còn khoan đừng động anh Tài, em nhét cái giò nhỏ giật này nhét vô cái. Trời ơi. Rồi anh Tài. Nhét cái hang mình. Ủa nãy giờ có đi, có cần giải ra cái chùm hang đó không đi? Nè đây nè. Vậy hả? Nó cái gì nó thấy cái ủa cái gì mà nó nhột nhột cái bàn giò hả? Nè đúng luôn. Ủa cái móc kế bên nè. Được chưa? Kế bên nha. Mình nghe. Nó xuống luôn. Giở cái đuôi vành. Ừ, đưa đuôi em để giở đuôi vành. Nó đưa cái đuôi vô mình nè, nó đưa vô mình em à. Đấy, thôi cái móc dẹp tay luôn à. Em dùng sình nãy giờ Vinh gom nằm ngồi trên. Vậy là Vinh gom bữa nay có công rồi đó. Em đang dùng sình. Ngồi cho Vinh gom ăn cái đậu. Hết thiết cái nó ấm tỉnh với bộ. Trời vậy cái hang này hai miệng cái hai ngách. Ừ. Chừng một cặp á. Tới gõ rồi nè. Không biết cái lên sao. Lên bự không đây? Ngách bự lắm. Ngách bự à? Ừ. Ôi trời. Trời ơi, nãy giờ sót ngách. Rồi em vô luôn, hụp vô luôn. Sót ngách trời, dĩ y. Tại anh Vinh ngồi đó à. Vinh đưa cái đít xuống nó ủi cũng vô đít Vinh nè. À. Nãy mùa gối em thấy ủa sao nó còn nhúc nhích. Sao không la, mới mốt bị bắt cá ngát mà không? Tưởng nó nghĩ là đạp nó bên đây nó vọng. Tao chưa biết trên này. Chưa biết. Cảm chưa? Tưởng nó nghĩ nó vọng bên đó rồi, ở đây nó rung rung vậy. Cảm chưa? Lên rồi. Cảm chưa? Chưa. Cái gì? Cái đừng có gõ nha, khác nữa. Chịu luôn nè, chịu đạp. Ê, luôn trời. Vậy? Lâu rồi. Nè. Cái gì? Cô còn hang đâu ăn nữa không? Ăn xuống nha. Hiểu hả? Ừ, chết rồi. Ăn xuống nó hơi mệt rồi đó. Vậy nãy đụng đầu gối. Hình như là có chỗ. Nên tại đụng đầu gối không đụng, em đụng cá mà. Còn hả? À, anh lại đây anh quậy gọi này có ngắt tao nó không ta? Anh chậm. Gọi trên phải không? Nè nghe giò em nè. Đang vậy mới còn đụng cái gì vậy? Nghe giò nè. Ờ nghe giò xuống, thẳng xuống. Thẳng cá này vô đây hết chạy rồi. Gọi nãy hả? Ừ, cái gọi đó. Nãy sót ngách mà nó không ra thôi đó. Có quậy vòng vòng có hang nào nữa. Được rồi. Được sao? Khi quậy vòng vòng đạp xuống dưới đây thì anh đạp luôn. Anh sảm đây rồi. Sảm đây đã. Đập nước không Tài? Ơ con cá đây nè. Đâu có tay hả vậy? Có tay em. Đầu vô trời. Đậm không? Đậm rồi dưới này cái gọ nó mới lên đây rồi. Rồi con cá làm sâu vậy? Cá bự. Một cặp mà. Sâu lắm. Dùng sinh. Là hai cái vợt kia là bỏ đó phải không? Hai vợt nó vô tác dụng hả? Ủa sao có gọi ăn vô đây cá nữa mình biết? Trời ơi, nó đông lắm vậy. Đó, đây nè. Đâu? Cá hả? Bự vậy? Vậy là nó nằm gọi dưới rồi. Cứu ngoài không? Hả? Ừ, cứu ngoài là ngon. Cười kìa. Khoai chí. Tự nhiên nãy cái gì, ông tưởng nó nghiến đạp, nó cái mây cung cung gối chứ. Chừng hai con nha. Cái gò xuống trời ơi, thấy cái hang vậy. Lên ta. Nó nhảy xuống mời nó lên. Trời dùng sình vô kìa. Đâu rồi? Nè. Rồi cái gõ trên này là sao rồi? Anh thọt tay chưa tới đâu chân á.
có ăn với hang này không? Không, anh quậy 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 thôi. Ôi trời trời trời, đứng đây rồi sao quậy? Cả cái ngoài. Ừ, cái ngoài là ngon rồi á. Cái hang nó mới lên chạy đụng nhí nhí biết rồi cảm giác hay nè. Ừ. Đụng cái chân luôn hay luôn ha. Ừ. Ôi trời ơi, cái giò không chừng cái giò đang đạp lên cá luôn. Cá đâu bự quá. Đầu bự á. Ê, bự cá chừng cặp à nghe. Cá chừng cặp nghe, đầu bự. Cái giò nó đâu có chạy lên đây hả? Không phải nãy nó chạy ra vượt đâu mà tại bị đầu gối của Vinh gom chặn lại rồi. Không. Nãy tại sót ngách này nè chứ thôi giọng trong này ra mất tiêu rồi. Ờ. À, vừa nãy mình giọng người đó là nó nằm trong ngách của em nãy giờ ấy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thấy nhí nó giọng giọng đó xong đầu gối tại vì mình đâm chính giữa. Vậy là mình gái giờ cái phần cái giờ cái kiếm lên có lên bỏ vô giật luôn. Vậy lấy cây giật phải không? Cây giật kia đâu rồi? Để giật miệng bự giọng rồi. Rồi, giờ buông đây nha. Buông đi. Nó cảm cái gắt này lại lỡ xui xui nó còn đây sao trời. Nó mua mắt nó cắn rồi cái gì. Nhí bắt tay luôn nè Vinh. Phù tay vậy. Ừ. Ê không lấy hay giật kia anh trời. Cái này phải không nhí? Cái này bự. Giật nào cũng được chứ. Giật bự anh đang cầm ừ. Nó lên đó thiệt. Tay kìa Vinh. Ra kìa, thủ giật kìa. Đâu? Chưa. Trời ơi, trời. Chưa. Hay phải khẩn trương mới được. Em nhí trở về đúng sở trường nha cả nhà. Bắt cá ngát bằng tay nè. Sở trường mà. Đạp nước rồi thấy không? Biết rồi đó. Chưa. Chưa được. Không ngờ lâu quá không lặn. Thời hơi yếu. Có nhiều pha bắt cá ngát bắt lên môi miệng nhỏ xanh giận xanh cũng hết thôi hết thời á buông thì buông cái là ngồi lên cái là cá nó chạy luôn á bắt buộc phải đeo bắt tay luôn hả lên 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 ôi 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 trời ơi cá ngát nó ngon kìa coi nhấy còn em nhấy cá quá cá ngát trời ơi ngát ngát quá mập luôn con này cái ngoài hang lên đại tiêu rồi con này nhờ Vinh bơm chặn lại nghe cô chú chị. Ủa cái hang lên đại riêng bên đây vậy nói bị nói nó xuống cái gõ phải không ây ây dầm cái gõ đây cũng bít mà không dầm cái gõ nó cũng bít á anh thảm bít mấy cục vách xuống bít rồi căng ngát là động hơn nè con này cũng căng ngát động lên thọt giỏi hơn căng ngát được nó lớn như bắt hồi tay hay gì đó. Ủa nhắc này nhầm nhòi gì chứ? Con này nhầm nhòi gì? Nó bắt con cá ngát 4kg luôn. Là rồi bắt lên mặt mày anh Tài xanh dờn luôn mà. Con lý gọi khác. Sao nãy giờ em gọi gọi không thấy nó chạy nè. Hết rồi Vinh ơi. Rồi đâu thấy con cá chạy đâu. Chạy dở dần ngoài anh chồng. Hai con cắn nhau là một cặp à. Mà cá này bóng mượn à. Uống này đấy. Vậy là có một con. Mà thường thường thế này con hả? Thế này thường thường. Ừ con. Thôi chạy làm sống ghê trời. Xử anh Tài sẽ xử lý gai cô chú chị. Rồi, xong anh em đi tiếp. Đây 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 trong này, trong này, trong đây trong này nè. Đây xuống. Rồi đây. Đây xuống. Giữ hai ngắt luôn rồi. Ừ. Hàng này ăn lại quá. Ăn xéo rồi đó đó. 2 giờ 2 ngắt rồi. Rồi giật không? Giật chứ. Cầm. Cầm dây rồi đó, cầm giật này đi đặt lại hợp vô luôn. Theo chiều để ngược nước khó làm. Chơi gì chơi giờ con mượt vậy trời. Con bò nó nè. Cái vợ canh xuống ngược nước này nó khó ra lắm. Hay nó ăn lại rồi sao vậy? Vậy là Tài đâu rồi? Đấy. Nè. Anh giữ đó đi. Đưa vợt đó đây em. Đập mà. Cầm cái hang ngách đây, đây nè. Ngách đây nè. Hang ngoài đó anh Tài anh giữ đi. Vậy nó ngoài đập vô phải không? Ừ. Cho nó xuôi dễ chút. Ờ giữa cái vợt kia đi Vinh đây. Vợt kia có cái đùi cho nó chung chung vô nó chạy tung tung một chơi. Hàng bự kìa. Bự. Hàng trên cũng bự lắm á. Hàng con nhí á. Con này hả? Lớn. Đó, lớn rồi thấy ngon, ký ngoài hay ký đó. Cái này nó bự á. Em bắt lên. Chơi về đúng sở trường. Chơi về xuống đúng sở trường mới làm im quá ha.
Thôi mình nhí. Ngon đây. Nè. Buông nha. À, để đuôi lên chậm buông, đuôi đuôi như nào. Rồi buông. Dịch, móc dịch. Anh vô gà gà trong này buông cái này. Ô, đây con hang bự chà bá luôn nè. Ở gì dữ vậy? Trời ơi trời. Chút xíu nữa hà. Trời ơi. Nghe mát nè. Nghe cho anh nè. Nè nè, cầm này ngoài. Nè hả? Giờ trong nè. Ừ. Cầm này ngoài. Để giữ cho nhí. À, danh danh giữ hàng này luôn đi danh. Giữ hàng nào? Ê cái hàng ngách trên giữ cho vậy? Đang giữ nè. Trên này nè. Giữ hàng này không nhí? Ờ giữ hàng đó chứ. Rồi rút đi, rút giò đi. Bây giờ coi chừng cái hàng đó hàng cái đó. Hàng này hàng, hàng, này, hàng cái nè. Hàng này hàng cái nữa nè. Hàng này hàng cái bự nè. Ờ rồi buông đi, buông lại buông giò này. Rồi. Anh giữ lắm hàng. Bây giờ có đây rồi lấy cái vật đó lên. Lấy cái vật này phải không? Không có vật dưới kìa. Không, vật đó để đại đi, vật này bình thường á má. Ờ ghim xuống nè. Giờ đạp lên đây luôn thì rồi. Bây giờ cầm cắm này cũng được. Thục anh cầm cái ngách đây trước đi. Thì đang cắm ngách nè, cái ngách đâu đây? Đây nè. Ờ chặt cái bột thập kia cho lẹ. Ừ. Đây nè. Đố mấy mấy chai lơ ba uống ông vọng 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 lên đó đó hả anh? Ừ. Đây nè. Thiếu thì chứ. Đừng có lơ vậy. Ờ dạ. Đây đây nằm xuống dưới. Không có dò hả? Mình nhí. Bình xin em nhầm ơi. Chúng cái hang chính giữa. Trời hang có quá trời. Không có miếng gác luôn kìa. Dính. Cái hang cũ cũng phải có gác chứ. Hang không có miếng gác luôn. Hang này hang mới. Chầm chầm luôn. Nãy là em nói nó bỏ lâu phải có gác á. Không lẽ mới bỏ đây trời. Rước cái đèn. Hả? Con. Hả? Đang nó ra từ từ. Hang. Nãy giờ dày vậy. Gần 2 tháng rồi tôi đâu đi đâu. Tại không có nước đi á. Ba đây còn nữa nước sát ngon quá. Bự hơn ếch nãy nhiều. Có không ta? Có gì? Có hàng không? Nữa không? Không, mà nãy giờ nó không gặp. Không gặp mình lạp ấy. Được chưa? Ừ. Ôi, nó rộng. Đi xuống không? Nó quán thọt từ 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 xuống coi coi nó có đường đi khác nào nữa không? Nó ăn gà nhí không à? Ừ, nó có đường. Đông không? Đông. Thật. Chưa thấy gì chứ nhỉ? Đây mình dòng sình. Rồi. Ê, rồi. Ừ. Đông. Buông. Đất. Không có gò là thua. Thua rồi trên này. Hả? Gà sát bên nhí luôn. Hang này giờ thì có cái gò hay sao? Hang gần quá, nó kêu quá. Hang xa xa á. Này, cá mới làm. Tọc tay vô nhé, đụng giò nhé. Hang bóng thiệt. Nhưng mà sao nó cá mới làm không có gì trời. Đây có con cá gì vậy? Cá hường hay vậy? Bực. Cá hường. Nhí bắt luôn rồi nha. Rồi xong, hút giò. Đúng giò. Ừ, có hơn đuôi không? Ồ, con cá này mới lạ. Thằng mới vậy cô chú anh chị. Tối nay hàng nhiều. Lâu quá, kiểu như mình không có đi. Cũng có một số hàng nó bỏ.
cái gà nước ương nó đi được. Hôm nay canh được bữa nó sát ngon quá. Móc dịch, móc dịch hai cây luôn dịch. Anh là ăn cây trước đi. Mời đi nướng vậy. Mời nướng. Nướng hả? Ủa gì mà mới đắt đây rồi mời đi nướng ta? Trời ơi bãi nhóc. Ôi dạ. Ăn dữ trời. Giờ đã giờ đi chút tiếp được hai cái hai đây. Bắt vậy mới thấy men. Trồng mắt thôi. Cây nữa hả? À nghĩ chạy biết khi rồi. Trời 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 trời. Vuốt cho kỹ kỹ anh Tài. Quá trời con Hà kìa, nó xốc vô cái giò đó. Giọng đi. Giữ nha con cá chị vô giò à. Cái gì? Cái thượng. Cá hường trong ngách chạy lên giò hả? Ừ, cá nhỏ xíu à. Ừ. Hả? Ăn gì đâu? Ăn gì? Rồi chưa? Ờ, không á. Dạ rồi. Nè. Ồ, chút đây. Thử cho nó ăn xuống ăn coi. Ăn lại á. Có cua à? Cái gì? Sao bự dữ vậy? Trời sao dữ quá. Nhét bự mà. Chứ cái giò. Trời trời chưa. Cái ủa, giò. Con cá đó. Cái gà con đó. Gà con hả? Có con. Vô 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 giỡn con hả? Học luôn cái tay. Con rồi. Vô giỡn ừ, vô giỡn cái đó đi. Bự à? Bự. Đó. Ủa. Trời ơi. Trời ơi. Chứ như vậy. Hú hú. Trời ơi trời chạy kìa. Nè, chạy nè cả nhà. Ý thức của mình này. Bự dữ nha. Hả? Bự hơn cá chảnh à? Bự hơn. Bự hơn anh chồng ơi. Con này khủng. Coi có quậy không? Có chạy không? Em đang lần em coi nè. Rồi đó đi. Đó. Bả thứ bả thứ. Thứ là nhỏ. Ui, con cũng không bệnh chứ. Con nghe. Hả? Nghe. Ủa ngu luôn kìa. Nhỏ, nhỏ hơn con kia quá. Chạy em nghe. Đang coi gì. Còn cá đực. Còn cá đực á. Còn có cá đực đó. Cá ha giật dưới rồi. Ừ. Phun nước rồi. Quá trời cái bụng. Dính nha. Rồi. Cá này. Mình không á. Bào béo.
trong nhiên dưa trước cho dữ lắm, ở trong nó lặng. Vậy là một cặp. Hang trên có coi chưa? Chưa. Có dính đuôi rồi, chưa có. Ông tục mở mở miệng rộng dữ lắm hay gì vậy? Không có đâu. Giờ anh gì? Thật khe. Mạnh luôn á. Thật không? Thật mạnh lắm. Chưa có miếng sình nào dưới chỗ đó mà em bởi có sình chưa? Nào dưới á, cẩn thận nha, cẩn thận là chưa có sình ra đó. Còn gỗ chậu gỗ chậu quay rồi. Cái này ai mà đi sụp một cái chơi giới này cá đực trọng á. Dạ. Đực có 2 kg á. Ủa thường cá đực bự cá cắn hả? Cá ngát mấy người. Co xong anh nhầm. Ui vậy hả? Nãy giờ mình đứng nữa cái đực nó nhỏ hơn chứ. Còn. Không, cá ngát. Con cá đực nó bự đạp hơn cá cá. Ôi trời. Này anh đạp luôn cho. Đạp từ từ đó. Không biết rồi. Cá đực bự hơn cái cái. Đạp vô ông xinh. Tưởng như cá lóc chứ. Thôi quá vừa đạp vừa dọn nó quá. Cá ngát nó ngược lại. Ngược lại. Thường cá lóc. Nhầm khi cá đực nó bự gấp rưỡi cá cái. Gấp đôi nữa. Quá rồi ha, xa kìa ha, nhắc cần cái nấy nó xa nhau vậy ha. Vậy mới có cá đó, còn nhắc với cái gần quá nó hiu lắm. Rồi, nhìn thôi. Co xuống, co xuống gần ra đó, co xuống đó đó. Giờ sảm co đạp co nè. Co đó, đập xuống đập xuống này. Nè. Anh tay. Con nào xuống. Mũi mù mắt nó cắn em chịu hết nổi rồi. Con nào xuống. Xuống dưới đó đó. Con nào. Em gãi. Con này đi ra nè. Con xuống đâu nè. Ừ đó đó. Quan quá. Chịu đó nghe. Ừ. Tao đập cái này chứ. Nó đập cái này. Mở cái chân ngập. Ra mình thấy chai giật chưa nhớ dựng cái đuôi sình dữ lắm đây sình. Có súng hả? Có súng đó con ra đây nè. Có sát nè. Cái gọ mà cái gọ thì nó chia ra làm hai đó. Cái gọ nó chia đâu nè. Đây nè. Tới gọ nè. Cái gọ thì co đây nè. Cái gọ hai giò đụng nhau với sình nãy giờ anh giọng á. Nè. Nha, không có con cá đực à. Chưa. Chưa. Chưa tới. Chưa tới. Cá ngát, cá đực ăn ngon hơn cá cá. Ở vậy hả? Ừ. Này em tới con gà. Ngon hơn cá, lựa cái lóc nữa. Ừ. Cá đực nó mập lắm. Nó có đâu có không? Ở đây cái này sâu dữ vậy. Cái gọ đây em đập ra. Bao lâu nó mới làm gà rồi đập xuống chưa? Tùy theo, 2-3 ngày, 5-3 ngày gì đó. Dạ. Ừ. Có đập mình xuống chưa? Hay đập mình ra? Đang đập mình xuống nè. Rồi đường ra đâu? Đường ra nè. Có thi cả tháng nó không làm hơn nè. Mình phải đi thường thường vậy đó. Gì? Sình chưa? Lúc trước bắt gặp 6 kg, 5 kg. Cái này sình.
hé cái này, hé thật xuống sâu. Trên này sình nè, bít biển nè, xuống dưới đây đang là chưa gọi nè, tới 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 ngoài luôn hả? Nhìn dở thôi giật này nha. Khoan không, này anh thọt vô một sình rồi, còn cánh tay sình không ạ? Hả, khoan đi. Dạ. Dạ đâu vậy? Bây giờ hả? À. Vô. Trời ơi. Thấy chưa Vinh? Khủng khiếp ơi. Ôi vàng cháy luôn. Trời. Có được thấy chưa? Trời ơi, trời nó lì ông thôi. Nghe đụng cái vô cái bẩn cái hả? Ừ. Để giờ đi, hai con nè. Mày biết còn nó được lắm rồi. Trời ơi, trời nằm mình khác nữa kìa. Trời ơi. Buông dây nè, buông dây ngoài kìa. Rồi lên đi. À, trời luôn một cặp cá nát ơi. Trời. Biết lắm mà. Ém miệng trời ơi, không lần nó không ra luôn. Ra một con còn con ém lại. Có nghĩa là vừa nằm vừa nó nằm luôn đó hả trời? Ừ. Chắc lụng cái đuôi nó mới chịu ra nè. Nó lì. Là nó nằm ngay cái miệng cái lưới vừa này không ra. Nó nằm ngay cái miệng vợt luôn mà nó không ra. Cá vẫn cháy. Cháy ra trời. Thôi vậy. Kiếm đường lên nha. Con nó cá này là con cá ngát mà con cá ngát cực cực luôn á. Chứ không phải là con cá quát. Quấn dây lên chầm. Từ từ quát móc lên cái chỗ trống trống nè, xử lý nó. Để trên đây nè. Trời 4 kg trên 4 kg. Trời mày trên 4 kg hả? Ừ. Trên. Gặp được quá trời luôn. Quá trời con cá. Anh đỏ đâu hết cái đèn này. Kìa đổi nè, em đổi cây em cầm cây nè. Nè lấy cây đâu, cây lấy cây đâu em nè. Cây của em đâu? Cái giò, cái bực một cái. Vậy hả? Rồi anh la lên đúng không? La lên không ra rồi đó. Hàng cá ngát không? Quá ngon. Đáng đáng đồng tiền thiệt. Ê con cá này nó có sao sao giống cá đuối. Hắt cái. Cá đuối vậy? Ha. Bông cái đầu nó kìa. Nhìn cái hát cái vậy. Ôm đi là gần tới thà đó hả? Chưa đâu. Dễ vậy. Mời đi nữa đó. Kiểu này mời không bỏ được. Còn khúc bãi mấy cây số mà. Là từ bắt đầu này đi xuống dưới nữa. Đây. Gai nha cô chú anh chị. Anh em. Gai gốc nguyên hiện hết nha. Nè. Nó bong bong rồi ha. Rồi xử lý đi nhé. Bể tài nghịch mùa. Mùa bữa nay bể tài. Bong nghe đi. Cá hồi nhóc luôn. Tôm nấu mì buổi tối. Trời mò thấy tôm nó đỏ luôn kìa. Mò thấy tôm nó muốn ươn luôn. 4-5 tiếng hồ. Tôm cá hường. Cá thì cái gì cá đó hết. Cá mò hết. Cá mò vô hết hả? Cái gì quá 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 hết vậy. Con cá đực thì nó ngon. Trời ơi, nó mập. Bên đây nè cả nhà. Bên đây nhìn thấy nè, tới luôn chị. Quá trời, sao? 2 ký mấy. Con này 2 ký mấy à? Ừ, con này 2 ký mấy chắc rồi. Con này chắc cả 2 ký. Con này chắc tới ký 6. Ký rưỡi dữ lắm.
con này nè, con này thấy vậy không ơi, đỡ đỡ rồi con này chắc đã được có một thùng ha, con nhỏ chắc phải nửa ký, con này nè, con này hả, 3 lạng 400 gram, tại vì thấy đưa vô đây thấy nó nhỏ nè. Mấy cái kia bự quá, con này chắc phải ký 6 ký 7 con này hả, cái trái hả, ký 5 ký 6 không, còn cái trái bao nhiêu, cái trái cái này 2 ký á, 2 ký quá trời bự, nó tròn mập rồi, nó cắn cháu ha. Cái nước ngọt nó vậy không nè, cái nước ngọt nó vậy à, à là con tụi con cái nước mặn nó vàng vàng hả, nó đen 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 nhỏ nhỏ hơn cái nhỏ. Con cá quát mà nếu mà con cá này con cá quát cái mỏ nó phải tới đây, cái đầu nó bè rồi, đầu nó bè ra nữa, nó bè mà nó đưa cái mỏ lên nè, cái ngát nè, mỏ cá ngát nè, cái chút xíu rồi thấy không, mỏ nè rồi nè, nó như đây mà kho chết mở rồi nó tính hết biết cá ngát được cũng ngon. Thôi rộng ấy, ấy thì ơi bắt cho bạn Vinh một con về nhà. Ừ, bắt con đi. Lấy bọc lên chồng. Hai cái đi. Lấy luôn nhỏ nhỏ xíu được. Rồi còn một cặp này là anh em mình sẽ bán để lấy chi phí nha cả nhà, chuẩn bị đi thử thách. Nên là mình bán để kiếm tiền xăng dầu. Có đâu về làm quà cho gia đình, quà cho gia đình đó, lần đầu tiên đi xong nó có quà về hai trái này. Thôi cà lắm đây, cao cao đi thử đây, đây là cái con này, cái con em chặn cái đùi lại đó hả, đó đó. Cái con em chặn cái đùi gối lại này tiếp tục mấy em này về Sài Gòn để phục vụ những bếp ăn. Trời ơi, mấy em mấy cô chú anh chị ở Sài Gòn mua được cái con cá ngát nước mặn, nước ngọt thì im ha. Im. Cá nước ngọt là khó bắt. Tại nó ít hiếm. Nó hiếm. Đa số là bán nước mặn nhiều. Cầm cá này thử coi. Mình cầm nó ký 7 luôn. Nhỏ 200 gram vậy, trời ơi 2 ký, 2 ký mốt, còn 2 ký mốt, còn chỉ 9, ủa 2 ký nè, 21 còn này lắm, được làm ký có, 2 ký dép, rồi 21 yếu, 2 ký 50, 2 ký 50 là còn 1 ký 9, ký 9 50, không, ký 8 50, cái hòn đó cũng đâu có lấy đâu, ký 6 ký 7 đó, nó nhẹ, tăng từ con á, tăng con này. Còn nó chắc 2 ký 2. Con nó thì quá trời. Con nhỏ. Ủa con cỡ 1 cỡ. Hai con cỡ 1, tại con này nó bự nha, nó bự. Con cỡ 1. Con bự này nó mới whip nè. Bự nha. Bự 2 ký 4 2 ký 5 2 ký 4 ký 8 là không? 200 gram. Ký 8 à, ký 8. Ký 8 ký 8 này. Ở dị tập này hơi trên 4 ký rồi. Thấy chưa, bả từ 3 ký kìa. Chưa. 2 ký mấy? 2 ký 8. Còn 2 ký 6. 2 ký 6. Trời ơi, con cá ngát mà 2 ký 6 là khủng rồi á. Gạch mua là khủng. 2 ký 8 là 3 ký 4 ký. 4 ký 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 4 ký
bữa nay mình 6 ký mấy. Sáu ký mấy luôn. Chưa tính không có bỏ nó ra đi. Rồi. Bữa nay được 6 ký mấy. Rồi rộng đi xe. Mình mời mình gửi lên Sài Gòn. Thì hôm nay anh em mình trở lại với sơi bắt cá ngát ngay cả nhà. Bắt đầu anh em mình tới nước rồi, vô ngồi vô chuẩn bị sang điệp, giặt chuẩn bị sức hành. Sang điệp à? Sang điệp đó. Cà phê và nói tiếng Anh vậy. Cái gì ghi? Sa ghi hả? Siri. Trời ơi, gao gao. Bắt cá ngát. Gao gao. Vậy sở trường. Sở trường của anh em mình hỏi gà. Anh em mình là trở lên bộ hơi nhiều rồi. Hôm nay trở về với môn sở trường cũ hồi xưa mới được. Thì
mong cả nhà thông cảm là video này không có món ăn nha. Thì anh em mình sẽ bán cá đó để trả nợ cho cả nhà, chứ hứa cả nhà cũng lâu lắm rồi. Trả kèo. Đi gần một chuyến, rồi một chuyến sẽ đi sinh tồn. Thì chờ cái máy của mình làm xong nha cả nhà. Chụp chặt một chút. Máy mới mua rồi. mà cái chốt lưu quét nó bị mòn nó hư. Chạy một chút cái nó sức ra. Anh em mình đang làm thì chừng nào ngày mai mốt gì họ nói ngày mai đi, mời kêu chưa anh em mình xuống coi làm sao. Rồi sao học coi chiều có giật rồi cũng chết luôn, không chạy thế à? Như nước vô ướt cái mugi chắc không, hoặc là nó chết cái mugi luôn. Không có lửa thì nó ít thôi. Tại mình mua máy cũ chú anh vậy, máy người ta xài rồi á, cũ người ta mới mình. Mong cả nhà thông cảm cho anh em mình nha. Cụ Lợi Dung Vlog xin dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.